chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình là là mình cường với các bạn thì clip này mình chia sẻ các bạn là cách tự thay nhớt cho chiếc xe số mà cụ thể ở đây là xe honda way rsx nha các bạn thì cái dụng cụ các bạn cần đó là một cái cờ lê mười bảy đây 17 nha một cái búa một cái kèm một bình nhớt thì cái hộp số này nhớt nó có 800 ml thôi các bạn tùy loại xe nha có loại thì một lít có loại thì hơn một lít có loại 800 ml thì các bạn lưu ý cái cái thông số kỹ thuật khi mà các bạn mua nhớt nha và một cái thau cái lọ gì đó để các bạn đựng nhớt thải thì các bạn thấy là đây là cái hộp số của cái xe nha thì mình ngồi bên phía này là cái bên phía cần số à, còn phía bên kia à, phía mé bên kia là mé chân thắng à, chân thắng và cái bình nhớt của nó thì các bạn lưu ý là có nhiều bạn là các bạn tháo nhầm à, có nghĩa là cái bình nhớt thì bên này nhưng mà các bạn tháo cái ốc sẽ nhớt là tháo cái ốc bên kia À, thì cái đó là có nhiều lúc là ráp lại nó vẫn chạy bình thường nhưng mà có những bạn ráp lại thì không được hoặc là ráp một thời gian thì nó không có chạy như lúc ban đầu nữa mà nó cứ kêu cò rọc cò rọc cò rọc đó thì cái đó các bạn lưu ý là cái uh, xe quay rsx này cái uh, bình nhớt nó nằm bên phía chân thắng và cái ốc xả nhớt ốc xả nhớt đây ốc đây nó nằm bên phía chân thắng nha các bạn có nghĩa là bên dưới này nó có hai con ốc này các bạn thấy bên dưới này nó sẽ có hai con ốc hai con ốc à, một con bên xả nhớt ốc bên kia thì không phải nha thì à. các bạn nhớ lưu ý à, Tuy nhiên là bên phía ốc này nó bị kẹt cái chân thắng à, nó vướng cái chân thắng với lại là cái à, ống bô à, ống xả khói ra à, nên là các bạn sẽ ngồi phía bên kia các bạn mở à, ngồi phía bên kia các bạn mở à, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn lưu ý là các bạn ngồi phía bên cần số các bạn mở và tháo cái ốc xả nhớt là cái ốc mé bên kia nha. Cái ốc mé bên chân thắng nha, không phải là bên chân cần số nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nha. Đây, các bạn dùng cái cờ lê 17 thì các bạn dùng cái đầu tròn nha. À các bạn dùng đầu tròn, các bạn sẽ chụp vô con ốc và các bạn xoay theo À, ngược chiều kim đồng hồ nha. Có nghĩa là kim đồng hồ nó xoay như thế này đúng không các bạn? Nó xoay như thế này. À, kim đồng hồ xoay như thế này thì các bạn sẽ xoay ngược theo chiều kim đồng hồ. À, các bạn nhìn nếu mà nhìn ngang á, thì nó xoay ngược đây. Còn nhìn đứng như thế này thì nó sẽ xoay qua này. À, xoay như thế này. Có nghĩa là xoay đây, à, Từ bên trong này ra mé bên này nhé các bạn. À, nên các bạn lưu ý tại vì có một số bạn là cũng không biết cái hướng nó mở như thế nào. À, đâm ra là vặn ngược thay vì mở thì các bạn vặn vô thì vặn nó chặt quá thì đâm ra là nó bị bể uh, cái 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 ren hoặc là bể cái cái, cái chân mà để vặn cái ốc vô các bạn nên là nó hư cái cái hộp số luôn thì cái đó rất nguy hiểm nha nên các bạn lưu ý nha vặn ra vặn như này vặn vô vặn như thế này nha các bạn nghĩa là ra là từ mé bên tay phải ha. ngồi theo hướng này nha từ mé bên tay phải các bạn đẩy qua tay trái còn vặn vô là từ tay trái các bạn đẩy qua tay phải ha thì đây các bạn thấy là cái cái này nó cái cờ lê này nó có cái mặt nó hơi ven lên này ha thì cái mặt này mình lật lại như thế này có nghĩa là nó hơi cong xuống này cho dễ mở này các bạn thấy nó hơi cong xuống nha à, có nghĩa là khi mà mình úp cái này vô cái con ốc thì cái cái, cái cái cờ lê nó hơi vụt xuống dưới một xíu ha. nên là để dễ đẩy như thế này ha đây nha thì các bạn tới lại thôi chứ còn nếu mà các bạn làm vô mé bên trong này thì rất là khó kéo này tại vì cái ốc nó có hình lục giác á nay các bạn đưa vô trong này thì nó hơi khó này tại vì nó vướng tay á nhiều khi mà các bạn kéo không được á nó bị trời tay trời đồ tay nó cà vô mấy cái cây sắt như này là bị trời tay trúng tay nhá nên là các bạn cho nó ra ngoài một xíu ha chỉnh lại cho nó ra mé bên này ha thì các bạn vặn ha một tay các bạn giữ trong và một tay các bạn đập nhẹ này xác nếu mà nó cứng quá lâu ngày mà các bạn không thay nhớt đó. có nhiều xe các bạn chạy cả năm trời à, nhiều xe mà chị em phụ nữ đi thì cũng không có để ý nhớt nhớt gì đâu nói chung là à, tất cả mọi thứ máy móc hoạt động cần phải có dầu nhớt à, tuy nhiên là à, nhiều khi mình đi mình không để ý rồi mình quên ha, gì đó thì mình không thay nhớt cả năm thì mình không thay nhớt thì đâm ra là nó bị cái tình trạng nó cứng đó. thì các bạn mình mới nói là có cần cái búa thì các bạn gõ nhẹ nha gõ nhẹ 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 thôi đừng có gõ quá mạnh nha gõ mạnh thì nó sẽ làm hư cái con ốc thì nhiều khi nó hư luôn hộp số thì mất công nha các bạn nếu nó cứng quá thì bạn gõ nhẹ còn nếu mà các bạn làm như thì được đó. các bạn một tay trái các bạn giữ rồi tay phải ha. các bạn đập nhẹ 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 cho nó qua đập, đập 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 như này đó có nghĩa là các bạn cảm thấy nó chạy cái tẹt hết là lúc đó là con ốc nó đã chạy rồi thì các bạn chỉ cần xoay nhẹ nữa thôi đó. các bạn đổi lại bên trong đó, các bạn xay nhẹ nó ra là ok nhé rồi sau khi mà các bạn nhấp nhấp nhẹ 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 cho cái ốc nhớt nó hơi lỏng ra rồi đó, là các bạn cảm thấy vặn được bằng tay rồi thì các bạn hứng cái đồ đựng nhớt thải xuống cái chai hay cái gì, cái thau cái gì đó các bạn hứng xuống rồi sau đó là các bạn dùng tay các bạn vặn cho cái ốc nó ra hết cỡ các bạn rút ra để hứng cái nhớt nó chảy qua trong này cho khỏi dơ bẩn nó chảy tùm lum thì nó bẩn nha các bạn rồi ok thì cứ cho nó chảy ra xong cho cạn cho ráo hết rồi mình mới mở cái nắp nhớt và mình đổ nhớt vào à, các bạn để ý sau khi mà nhớt thải nó chảy hết rồi á nó, nó chảy ra hết rồi nó còn nhiễu giọt giọt nhọt một số ít thì nó cũng không sao đâu nếu mà các bạn kỹ thì cái trò nó hứng à, đi đâu một thời gian đó rồi các bạn quay lại cảm thấy nó không còn nhiễu giọt nữa thì các bạn đậy đợi à, đậy cái cái uh, nắp nhớt lại nhé các bạn đợi cái uh, nắp thả nhớt lại trước nha chứ còn nếu mà các bạn chưa có đợi mà các bạn mở cái này ra là là cái các bạn đổ nhớt vô thì nhớt nó chảy ra hết mất nên là các bạn sau khi mà nó chảy xong hết cái nhớt thải ra thì các bạn sẽ đậy cái nắp nhớt lại nha. Mình đợi cái nắp 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 thả cái cái ốc mà thả nhớt lại nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé Hướng dẫn vàng như thế nào nha. Thì tương tự như lúc các bạn tháo ra thì các bạn làm ngược lại, nó khi mà các bạn lắp vào thì các bạn làm ngược lại. Có nghĩa là khi các bạn tháo ra thì các bạn sẽ dùng lực các bạn đẩy cái 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 clê 17 trước, đẩy trước cho nó ra hơi lỏng một xíu, sau đó các bạn vặn tay. Thì khi mà các bạn ráp lại các bạn sẽ làm ngược lại, có nghĩa là các bạn vặn tay trước, sau đó là các bạn sẽ dùng cái lê 17 các bạn siết theo chiều này. Từ trái qua phải. Thì các bạn cứ vặn, nếu mà các bạn đưa tay các bạn vặn cảm giác cái ốc nó trơn, nó chạy đều đặn, nó không có trên, nó không có nghiêng thì các bạn vặn vào nó rất là êm. Khi mà cảm thấy vừa cứng tay thì các bạn dừng lại. Còn nếu mà các bạn thấy mà cái nó cái ốc nó hơi trịch ren rồi nó hơi nghiêng cái đồ thì các bạn cứ mở ra lại là các bạn làm cho tới khi mà nó nó được thì thôi à, Khi mà các bạn vặn bằng tay lại cho nó hơi cứng một xíu nha. Các bạn tay các bạn không vặn không được nữa thì các bạn sẽ đưa cái đưa cái uh, cờ lê vô như thế này, vô vị trí như thế này. Đó, các bạn đưa vô như thế này và các bạn đẩy qua một phát. À, các bạn cảm nhận được cái lực tay các bạn nha các bạn cảm nhận cái lực tay à, các bạn đẩy từ bên tay trái à, từ bên tay trái qua bên tay phải à, hay nói là từ trước đầu xe ra sau đuôi xe các bạn đói bùng phát là có cảm giác là cái cái tay nó chạy tới một xíu à, nói chung là nó chạy tới khoảng một phân để hơn một phân xíu thôi. nó chạy có một chút xíu thôi các bạn là nó cứng rồi nha chứ các bạn không nên là vặn quá cứng nha các bạn à, các bạn vặn chặt quá nó cứng quá thì đâm ra nó 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 hư cái ốc nó nứt cái lốc máy nhiều khi nhớt nó chảy thì nó hư luôn bộ máy nó hư xe luôn thì nó rất nguy hiểm nên là các bạn lưu ý cái khâu mà quan trọng nhất đó là cái khâu mở ốc và vặn cái ốc xả nhớt à, các bạn làm cho đúng à, mình nhắc lại là mở cái ốc theo chiều ngược chiều kim đồng hồ à, có nghĩa là vặn như này à, vặn ra ngược theo chiều kim đồng hồ còn vặn vô là vặn theo chiều kim đồng hồ à, vặn theo chiều kim đồng hồ à thì cái ốc xả thì nó nằm bên phía bên chân thắng bên phía hộp nhớt bên kia chứ không phải là cái ốc phía bên này nhé các bạn. Các bạn lưu ý hai cái trường hợp này cho mình. Và khi các bạn vặn ra, các bạn cứng quá thì các bạn dùng búa hay gì đó các bạn gõ nhẹ một xíu rồi sau đó các bạn cảm giác lấy tay vặn được thì các bạn lấy tay vặn. Rồi. Còn khi bạn vô các bạn vặn bằng tay trước. À, khi mà vặn bàn tay nó cứng rồi thì các bạn chỉ cần ráp cái cờ lê vô các bạn đẩy nhẹ một xíu thôi đẩy nó vừa kêu cái kịch phát à, cảm giác cái lực tay nó vô một phát là ok rồi lúc đó là nó có cái con à, lông đền à, bằng nhôm bên trong đó, thì nó sẽ bít, nó khít lại nhớt nó không ra à, thì nếu mà các bạn để ý xe các bạn dựng tại chỗ như này à, khi mà các bạn dựng tại chỗ mà nhớt nó chảy xuống á nhớt nó chảy xuống nền có nghĩa là cái ốc nó lỏng thì các bạn vặn lại một xíu còn nếu nó không có chảy ra thì thôi nó bình thường nha các bạn À, thì các bạn dừng làm gì thì các bạn dừng chân chống sau lên chân chống đứng lên à, để cho dễ thực hiện rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đổ nhớt vô như thế nào nhé rồi sau khi các bạn xả hết nhớt thải ra và các bạn đợi cái ốc xả nhớt rồi thì các bạn sẽ dùng cái kìm à, dùng kìm à, các bạn mở à, mở cái này thì nó cũng ngược chiều kim đồng hồ à, ngược chiều kim đồng hồ mở ra theo chiều kim đồng hồ bằng lại à, các bạn xoay phát à, cầm cái cái này này à, các bạn xoay à, xoay nhẹ thôi nhé À, nếu mà các bạn kỹ thì à, các bạn có thể dùng cái à, dễ lâu hay cái gì đó các bạn à, tủ lên cái nắp này rồi sau đó các bạn dùng kèm cái bọn bấm để nó khỏi có cái dấu kèm nữa các bạn đây thay nhớt nhiều lần nó có cái dấu kèm ha, ha. nhưng mà cái dấu này nó cũng chả ăn thui hết nói chung là cũng cần có một cái dễ lâu để à, các bạn mà tay dơ hoặc là à, cái à, nắp nhớt này nó dơ này ở trên này nó dơ này thì mình lau cho nó sạch để khi mình đổ nhớt vô thì nó sạch sẽ thôi các bạn chứ nó cũng không có gì quan trọng lắm ha. thì các bạn cứ mở ra mở ra rồi các bạn này nó, các bạn xoay nhẹ ha. nói chung là cái gì cũng vậy các bạn dùng xoay nhẹ nếu mà nó ra rồi thì các bạn dùng tay các bạn mở ha. chứ không có nên là dùng kèm hoàn toàn nhé các bạn nó. Nó, mở ra nó. này thì cái này cũng là cái thang cái thước đo nhớt này nó, thì nói chung là nhớt mình chạy nó không có hết đâu tuy nhiên là chạy thời gian lâu là nó bị càng bẩn các bạn, à, nó bị càng bẩn, không à, à, mình kéo lên là nhớt nó nhỏ giọt giọt, giọt này, nó ướt này. À, nếu mà các bạn đo, à, các bạn dùng cái khăn sạch, các bạn lau khô hết và các bạn chấm vô này, à, chấm vô như thế này thì nếu mà nhớt nó cảm giác nó còn thì nó sẽ ướt lên cái khúc nào đó thì nó cái đây là thước đo các bạn, thì nói chung là nó ướt lên tới cái đầu này được rồi, à, còn nhiều. Đó, cứ mình tháo ra rồi bây giờ mình sẽ đổ nhớt vô nha các bạn Thì đổ cái chai 800ml thì các bạn cứ đổ sạch vào Tại vì cái dung tích này 800ml Còn nếu mà lỡ các bạn mua nhớt loại 1 lít hay hơn 1 lít Thì các bạn đổ 800 rồi các bạn chừa lại Đừng có đổ hết nha Đổ nhiều quá thì không có đúng của nó Thì nó ngợp máy rồi nó chạy tùm lum tà la Thì nó không có được nhé các bạn Nói chung là đổ đúng cái dung tích của nó Rồi sau khi đổ nhớt xong á, thì các bạn đợi lại ha. Sau khi đổ nhớt xong thì các bạn đợi lại vàng lại bình thường thôi đó không cần phải dùng kìm với các bạn, à, dùng tay bình thường thôi, à, dùng tay bình thường vặn vậy thôi chứ không có cần dùng kìm nữa. À, tại vì lúc mở ra nó hơi cứng thì các bạn dùng kìm, các xoay nhẹ phát luôn các bạn dùng tay các bạn xả, à, tháo ốc ra. Còn khi mà vặn lại các bạn dùng tay thôi, siết à, vừa thôi, không cần phải siết quá chặt. Tại vì nó nằm mé trên mà à, và cái này nó bằng nhựa nên là khi nó hít vô cái này thì nó không thể nào nhấc nó ra được hết các bạn. Rồi ok à, clip này mình chia sẻ các bạn cái mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà tự thay nhớt tự tháo ốc xả nhớt tự lắp ốc xả nhớt và tự tháo cái thước đo nhớt và các bạn đổ nhớt vô cho chiếc xe quay rx à, xe số đối với những cái xe số khác thì nó cũng tương tự thôi còn xe Tega thì nó hơi khác xíu à, thì nếu các bạn yêu thích nội dung video này nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo Và các bạn nên nhớ là xem kỹ nội dung video nha, xem từ đầu tới cuối nha chứ không phải xem đứt quãng rồi cuối cùng mở nhầm ốc nhầm đồ rồi đổ thừa mình sao hướng dẫn không kỹ nha các bạn à, nên là khi các bạn xem video các bạn chưa biết đó, thì các bạn nên xem từ a tới z chứ đừng có tua nhanh hay là làm à, như này như kia rồi tới lúc mà không có đúng trọng tâm rồi nó lại đâm ra mở nhầm hay là nó bị à, tuôn ốc tuôn đồ nứt à, máy nứt đồ thì nói chung là cái đó rất nguy hiểm nha hoặc à, là nếu mà các bạn à, thích tự làm làm còn không cứ đem ra thợ thợ người ta lấy 10 15 000 tiền công với bạn. À, bình nhất 80 à, thêm 10 000 tiền công là 90. chỉ vậy thôi. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.